đó bà con cô bác đã trở lại kênh bò giống Củ Chi của em nha. Hôm nay em tiếp tục lên một cặp được cam. Cặp được cam bò 5 tháng tuổi nha cô bác anh chị. Thì một con thì chiều cao là 1m5, một con thì là 1m7 nha cô bác anh chị. Dư 1m7 luôn nha. Mông lượng của hai con bò nè. Bốn chân trụ hẳn nha cô bác anh chị. Rồi em quay chi tiết từng con cho bác anh chị xem. Bò này dừng mông nè, thằng bò này là 1m5 nha cô bác mà chị. Thì cặp bò này em muốn bán giá là 43 triệu nha. 43 triệu là bao vận chuyển cho cô bé anh chị luôn nha, bao vận chuyển tới nhà cho cô bé anh chị luôn nha. Thì trong phạm vi từ 100 đến 150 cây số em sẽ bao vận chuyển cho cô bé anh chị nha. Đây là dây nè, bò là dây rất là nở nha cô bé anh chị. Con thứ hai nè, mông nè. Thì cái giá em đưa ra ở đây là cái giá là em sẽ vận chuyển tới nhà cô bé anh chị luôn nha. Nếu trong phạm vi 100 đến 150 cây số thì cái giá này là sẽ không có thêm cái phí nữa nha các bác anh chị. Dài nè, đây. Đây, mặt mày nè. Thiệt bốn chân nè. Thì con bò này nó có một cái khuyết điểm chút xíu nha các bác anh chị. Con bò này có khuyết điểm chút xíu đây. Đó. Là nó xuống nó bị xuống ruột bằng ngón tay cái nha các bé anh chị. Bự hơn ngón tay cái chút xíu nha. Nè em quay cho cô bé. Quay cho cô bé anh chị xem nha. Đó, nó xuống ruột nha. Thì cái vấn đề này cũng không có nhầm nhòi hết nha cô bé anh chị. Tại mình nuôi thịt mà. Thì cái vấn đề này nó cũng không nhòi hết, tại mình nuôi thịt thì nó cũng không có vấn đề hết nha. Bò ăn uống bình thường. Thì con bò này cũng rất là đẹp nha. Tướng tá cao gáo dài bò này rất là dài bò nha, quay xa cho các bé anh chị xem nè, rất là dài bò nha các bé anh chị. Nói chung là lựa bò nuôi thịt thì lựa dàn xương cốt cách là ok rồi. Thì em xin nhắc lại cặp bò này muốn bán giá là 43 triệu nha. Bao vận chuyển cho các bé anh chị nha. Cảm ơn cô bé anh chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy hay thì cho em xin một đăng ký, một like. Rồi. Thì hôm qua em có lên vườn bò. Hôm qua em có lên 5 con mà hết chốt hết 4 con rồi nha các bé anh chị. Giờ em đi giao nha. Cảm ơn các bé anh chị đã ủng hộ em nha.